Hôm nay chuyến du lịch của mình là từ Sài Gòn đến Campuchia. Xe chúng ta bắt đầu di chuyển từ sáng sớm từ công ty Việt Lửa tại Sài Gòn vào lúc 5 giờ sáng sớm và đón khách tại các nơi hẹn. Xong thì xe chúng ta khởi hành đến trạm dừng chân tại Tây Ninh để cho quý cô bác dùng điểm tâm buổi sáng. Đây là quán ăn Vân Anh tại trạm dừng chân ở Tây Ninh. Quán này rất nổi tiếng với món ăn bánh canh chẳng bàng. Đây là món ăn đặc sản tại vùng Tây Ninh. Mình nghĩ các bạn nào có đi qua Campuchia ngang trên con đường này thì đều sẽ biết, vì thông thường thì các chuyến xe thường hay ghé vào đây để khách xuống ăn sáng rồi xe chúng ta sẽ di chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài. Hai nhìn lên hai. Đây là bánh canh chẳng bàng. Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Mộc Bài là cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất phía Nam trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam và Campuchia. Mộc Bài cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 70 cây số. Đây là cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất ở khu vực phía Nam trên tuyến biên giới Việt Nam và Campuchia. Nơi đây không chỉ là cửa ngõ đóng vai trò quan trọng trong việc thông thương, phát triển kinh tế mà còn là một điểm du lịch tham quan trọng điểm của Tây Ninh. Bạn hãy bỏ túi cho mình những thông tin cần thiết về kinh nghiệm du lịch Mộc Bài, đi lại, ăn uống, vui chơi, mua sắm và làm thủ tục qua cửa khẩu. Nếu mà đi thẳng là sẽ vào với thủ đô Phnom Penh. Nhưng mà đi một chút nữa thì chúng ta sẽ đi về Siem Reap. Chúng ta sẽ đến với khu vực Phà Nét Lương và chúng ta sẽ quẹo phải và chúng ta sẽ đi tiếp tục với một cái tỉnh lộ 11 ha. Để chúng ta lên với khu vực tỉnh lộ 71 và sau đó chúng ta sẽ lên với khu vực quốc lộ số 7. Đây là chợ đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Gian hàng này là gian hàng bán bánh chuối nướng, trứng và sữa. Gian hàng này bán rất là chạy vì ông này làm rất là chuyên nghiệp hơn là những chỗ khác làm. Mình nhìn ông ta làm thì mình đã biết ông làm ngon lâu năm và có nhiều kinh nghiệm rồi. Giá của một cái bánh này là $1. Giá $1 hiện bây giờ là bằng 4.000 ria tiền Campuchia.